Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Wika Galaxy Line. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Cân nặng của một chiếc size 40 là 215g. Upper của Wika Galaxy Line được làm bằng chất liệu da tổng hợp cao cấp. Họa tiết trên giày là những hình lục giác được xếp sát nhau, kết hợp với những hình vảy sơn tinh tế, tất cả mang lại một trải nghiệm thị giác bùng nổ. Không chỉ có vậy, thiết kế cổ chun lửng được dệt theo form nhô cao ở gót và phía trước của cổ chân nhìn cũng rất ưng con mắt anh em ạ. Phía sau cổ chun anh em có thể thấy là hãng đã làm một chiếc khuy vắt qua phần cổ giày sợi dệt. Tôi cho rằng đây là một thiết kế vô cùng hiệu quả, giúp anh em xỏ giày nhanh và dễ hơn, đồng thời vẫn giữ được tính thẩm mỹ. Nhìn tổng thể form thon gọn, ôm lại rõ ràng ở vùng thân giữa, đồng thời vùng đầu mũi thấp và có form hơi nhọn, phù hợp với form chân thon. Những chất liệu siêu mềm mại của upper cũng như là sự giãn của lưỡi gà chun là rất tốt, thế nên anh em chân bè cũng có thể chơi được nha. Lưỡi gà liền cộng cổ lửng sẽ loại bỏ khả năng lệch lưỡi gà cũng như là việc lọt cao su vào trong giày. Chất liệu của sợi dệt này tôi cũng đánh giá rất cao trong tầm giá. Phía sau có miếng định hình gót sẽ thêm phần bảo vệ cho chân của anh em. Nhưng miếng này tôi đánh giá là không quá cứng, sẽ không thể cọ vào và gây xước gót được đâu nha, nếu như anh em đi đúng sai. Bộ đế giày TF quen thuộc với sân cỏ nhân tạo được làm bằng cao su non mềm, đính kích thước lớn như thế này sẽ đảm bảo sự bám sân tốt hơn cũng như là loại bỏ những khả năng bị gãy đinh. Đồng thời thì cảm giác là đế mỏng thấp nên cũng dễ làm quen thôi anh em ơi. Xỏ vào ban đầu thì siêu dễ vì sự co giãn tốt của tổng thể toàn bộ đôi giày, từ khu vực cổ giày và lưỡi gà sợi dệt cho tới upper bên dưới. Thêm vào đó là với chiếc khuy này thực sự là vừa đẹp và vừa tiện, ngay từ khâu xỏ giày đã thấy có cảm tình rồi. Và đúng như những gì tôi dự đoán, toàn bộ upper giãn theo form chân tôi ngay khi mới xỏ vào, ôm khít toàn bộ bàn chân từ thân giữa cho tới đầu mũi. Đầu mũi thì thấp, tôi xỏ vào anh em có thể thấy là ngón chân của tôi lồi lên trên, nhưng vì sự siêu mềm này nên tôi cũng không lo ngại gì về việc sẽ bị bó tức cả. Chân tôi là 25,5cm, ngang là 10,5cm, thuộc dạng là bè nhiều nha, nhưng trải nghiệm ngay từ trận đầu tiên cũng đã không có sự bó tức nào rồi. Đế mềm thấp sát mặt đất nên vẫn cứ là dễ chơi, dễ thuần, dễ chịu với bất kỳ ai. Giày nhẹ nên cảm giác chạy rất thoát chân, nhưng vì là người có cân nặng nên tôi sẽ thích hơn về việc là giày có đệm đế và có cấu trúc cứng cáp hơn. Còn những anh em nào thích sự mềm mại và trọng lượng nhẹ thì đế như của Wika Galaxy Line là ổn áp cho anh em rồi. Đế bám sân tốt nên trải nghiệm bứt tốc và chuyển hướng cũng là một điểm cộng trên mẫu giày này. Chạy không có cảm giác bị trơn trượt, dù cảm quan tôi thấy là đinh cũng không quá dài. Thêm một điểm nữa đó chính là sự ổn định, không xước hay nhấc gót gì cả. Giày Wika lưỡi gà liền luôn làm phần gót chắc chắn, anh em cứ phải gọi là yên tâm. Anh em có thể sử dụng mẫu giày này với tất chống trượt của Wika luôn nha, như tôi đang làm trong video này để thêm phần bám dính, tránh những sự di chuyển của chân ở trong giày. Độ dày vừa phải của tất Wika cũng góp phần đem lại một trải nghiệm hoàn thiện hơn với mẫu giày này. Upper siêu mỏng, ôm chân khít khinh khịt nên cảm giác bóng đúng thật sự là chân trần. Chất liệu này có lẽ là mỏng nhất trong số những loại upper anh em có thể tìm thấy trên thị trường hiện nay. Đồng thời thì vẫn thoải mái lắm anh em nha, ôm khít nhưng không có sự khó chịu nào. Chính vì như thế nên sút sướng. Nhưng vì độ mỏng mềm này nên kiểu chân mình như thế nào thì đôi giày nó sẽ như vậy, không có nhiều sự trợ lực. Nhưng tôi vẫn đánh giá mẫu giày này trải nghiệm sút ở mức ổn nha. Vậy tổng kết lại thì mẫu giày Wika Galaxy Line này phù hợp với những ai thích sự mềm mỏng nhẹ từ trên xuống dưới ngay từ lần đầu đập hộp. Một mẫu giày mà cá nhân tôi cho rằng là với form chân bè của tôi, tuy là nhìn mẫu giày có vẻ thon như thế này nhưng xỏ vào không cần một thời gian thuần nào hết, nó sẽ mềm mại ngay từ lần đầu tiên, từ bộ đế cho tới upper luôn. Mẫu giày này hoàn toàn có thể trở thành chân ái của rất là nhiều người, nhưng với tôi, với gu trải nghiệm của mình thì tôi muốn rằng là cả upper và đế nên được dày dặn và có cấu trúc cứng cáp thêm chút nữa. Tôi sẵn sàng thuần giày để sau khi mềm ra thì cái mẫu giày nó sẽ có một cái độ đàn hồi tốt hơn, và đó là cái gu trải nghiệm và đó là cái sở thích của tôi thôi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là một mẫu giày chất lượng trong tầm giá, với cái chất liệu mỏng mềm như thế này cộng với cả cái chất cổ chun mà cá nhân tôi đánh giá rất cao ở đây. Tuy rằng nó không quá bó vào chân mình nhưng mà thực sự thì với tầm giá này, chất liệu cổ chun như thế này thì cá nhân tôi cho rằng là rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Còn một điều này nữa không biết anh em đánh giá sao, chứ với quan điểm của tôi thì có lẽ mẫu giày Wika Galaxy Line này là mẫu giày Wika đẹp nhất từ trước tới nay mà tôi đã từng nhìn. Thực sự là đỉnh các bạn ạ. Chân tôi là dài 25,5cm, ngang là 10,5cm, đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. Mẫu giày này tôi đi size 40 nha, bằng với tất cả những đôi Wika trước đây mà tôi đã review. Nếu như các bạn muốn mua mẫu giày này hay là nhiều mẫu giày khác tới từ hãng Wika như là Wika CP10, Wika Neo Plus, Wika Hunter 2 thì website cần ghé đó là giaywika.com nha. Và link website tôi sẽ để ở dưới phần mô tả, anh em hãy nhớ bấm vào để ghé xem. Và trên đây là tất cả những đánh giá của tôi về Wika Galaxy Line. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra ở bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review về giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy click vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.